khu vực núi Tây Hải Châu, Tây Bắc Trung Quốc năm 2007. Thành phố Ninh Bắc, phía Bắc Trung Quốc, năm 2008. Cậu lái xe kiểu gì vậy? Không sao chứ? Mau gọi 122. Đi đường núi mà lại rẻ, anh đúng là bất cẩn. Nào, tôi đỡ anh dậy. Nào. Đội trưởng Đỗ, có chuyện gì vậy? Bốn người bảo vệ đều đã hy sinh, mất một trương tiền, còn mất hai khẩu súng. Súng chống bạo động à? Dạ phải. Từ vết thương cho thấy đây không phải vết thương do súng chống bạo động, có lẽ là súng hơi, hoặc là tôi cũng không rõ. Nhưng có thể khẳng định hung thủ dùng một loại súng khác. Đội trưởng Đỗ, người này là ai? Quên chưa giới thiệu với anh. Tùy Văn Tài, người mới tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa mới được phân về đội chúng ta. Đây là đồng nghiệp của chúng ta, Mã Hưng. Cậu hướng dẫn cậu ấy nha. Dạ, chào thầy Mã. Còn thầy à, đây không phải trường cảnh sát, đừng gọi tôi là thầy, sau này cứ gọi là anh Mã. Anh Mã. Theo phán đoán sơ bộ, có thể là súng tự chế hoặc súng săn, cũng có thể là súng ngắn. Điều chủ yếu là không có rảnh nòng súng. Tiểu Tùy, tới trung tâm giám định một chuyến, mau đưa chủ nhiệm Trần qua đây. Chủ nhiệm Trần? Chủ nhiệm Trần nào? Chủ nhiệm Trần của trung tâm giám định. Dạ, tôi đi ngay.
Chủ nhiệm Trần, ông phải chú ý mắt mình một chút. Không phải cậu vẫn nói tôi mắc chứng đùi bay sao? Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi. Ông đừng chủ quan. Mắt của ông đã từ hiện tượng đùi bay thành bệnh lý. Nếu không để ý, mắt rất có thể sẽ bị mờ. Được rồi, tôi biết rồi. Kê đơn đi. Cậu tìm ai? Chủ nhiệm Trần có ở đây không? Ông ấy không có. Vậy ông ấy đang ở đâu? Tôi không biết. Hay là anh cho tôi số điện thoại của ông ấy? Không thấy điện thoại của ông ấy đang sạc à? Vậy tôi làm sao mà tìm? Nếu như đang gấp thì ra cửa mà chờ. Đây là bánh bao, nhân xương thịt mà cậu thích nhất. Vừa mới ra lò, ăn đi cho nóng. Thầy à, em muốn nói chuyện một chút. Nói đi. Em muốn từ chức. Bố em sắp xếp cho em một công việc ở ngân hàng. Ngày mai em sẽ đi làm. Bản lĩnh của cậu khá nhỉ. Lại dám giấu tôi. Từ chức. Thầy à, em sợ thầy tức giận. Bây giờ tôi còn giận hơn, cậu có biết không? Thầy à, thầy nghe em nói. Em biết thầy thương em. Nhưng mà em thật sự không muốn làm ở đây nữa. Em sợ sau này mắt sẽ bị mờ, giống như thầy vậy. Cả ngày phải đeo kính đen. Cút, cút, cút đi. Thầy ơi, cút. Thầy bảo trọng. Chủ nhiệm Trần có ở đây không? Ông ta chết rồi. Đồng chí tiền bối, có chuyện gì vậy? Ban ngày ban mặt mà cộc cằn. Có gì thì mau nói, còn không thì cút. Không phải tôi tìm ông, mà là đội trưởng Đỗ tìm ông để ra hiện trường. Anh Trần, cuối cùng anh cũng tới. Nào, qua đây. Bốn phát, phát nào cũng trúng tim. Hơn nữa, còn mất hai khẩu súng chống bạo động. Chắn ánh sáng rồi. Anh Trần à, để tôi tránh qua. Chỉ cần anh nhanh chóng tìm ra nguồn gốc của khẩu súng thì hướng phá án của chúng tôi sẽ nhanh hơn. À phải, cuộc tin tức để về tỉnh báo cáo. Nè anh Mã, ông già này là ai vậy? Ai mà nói chuyện với đội trưởng Đỗ một cách suồng sã như vậy? Chuyên gia giám định đạn. Ở trường cảnh sát cậu chưa nghe à? Chưa nghe. Ông ta giỏi như vậy hả? Có phải chém gió không? Anh Trần à, anh có nghe tôi nói không? Vụ án này phải báo lên bộ. Cậu đừng có quên. Hơn nữa, còn 94 ngày nữa là Thế vận hội Bắc Kinh khai mạc.
Cậu qua đây một chút. Tôi à? Đúng là cậu. Đứng gần lại một chút. Tiến lên nữa. Tiến lên chút nữa. Lên chút nữa. Nào, đỡ tôi dậy. Đỡ tôi dậy. Được rồi, giữ yên. Được rồi. Anh Trần à, sao rồi? Súng săn. Nòng súng dài từ 25 tới 32 cm. Kẻ tình nghi hẳn là nằm trên đường, quay người rồi nhắm vào mục tiêu thứ nhất, rồi nhanh chóng ngồi dậy, nổ súng vào mục tiêu số 2. Sau cùng hắn chạy ra phía sau xe, bắn hai phát cuối cùng. Đã tìm thấy vỏ đạn ở hiện trường chưa? Chưa tìm thấy. Tiểu Tùy à, cậu làm gì vậy? Chủ nhiệm Trần, phá súng này thì sao? Sao lại nói chuyện kiểu đó? Nếu nằm ở đất thì vỏ đạn có thể rơi xuống phần ngực, có lẽ cũng đã lăn xuống núi rồi. Người mới à? Vừa tốt nghiệp, chưa hiểu quy tắc. Cứ làm như cậu ta nói xem. Xuống bên dưới tìm kỹ. Ai đó? Anh, là em. Đã nghe ngóng được gì chưa? Tìm được rồi. Anh à, anh ăn trước đi, rồi từ từ em nói cho anh biết. Mau nói đi. Chị dâu đúng là đang ở Bắc Kinh. Có điều... có điều gì? Hình như chị ấy đang quen một tay tên là anh Phát. Anh Phát làm nghề gì? Mở quán net. Tên là cái gì? Hồng Đại Phát. Đúng, tên là Hồng Đại Phát. Hai người quen nhau à? Đâu chỉ quen. Đây là 5.000 tệ. Đừng bao giờ cho hắn bước chân vào Bắc Kinh nữa. Sau khi thành công sẽ cho mày thêm 5.000. Tao bảo mày đuổi nó đi. Sao mày lại lấy mạng nó? Hắn có súng, hắn muốn giết tôi. Tiền đâu? Mau cầm lấy, rồi về quê trốn một thời gian. Nhưng mà Đinh Linh Phương không đồng ý. Cô ta cảm thấy nơi đó bẩn thỉu, lạc hậu. Bây giờ thân mày còn khó giữ, mày còn nhớ những con đàn bà bẩn thỉu đó à? Yên tâm đi, cầm tiền rồi thì làm được chuyện. Chuyện này không liên quan tới anh. Nhưng lỡ như một ngày tôi có chuyện, anh phải giúp tôi chăm sóc Linh Phương. Tìm thấy rồi. Ở đây. Trông vậy mà khá phết. Rốt cuộc là cái nào? Tôi còn phải mang về đối chiếu. Anh Trần à, anh vất vả rồi. Nhất định phải tranh thủ thời gian. Trường cảnh sát không dạy cậu gõ cửa à? Dù sao có gõ hay không vẫn bị mắng mà, có gì khác nhau? Đây là những viên đạn lấy ra từ thi thể. Đội trưởng Đỗ bảo tôi nhanh chóng đưa tới chỗ của ông.
Cậu có thể đi rồi. Đội trưởng Đỗ còn bảo tôi hỏi ông là có phát hiện gì hay không. Phán đoán sơ bộ ban đầu của tôi là súng săn, bây giờ có thể khẳng định là súng bạc học. Tôi đã xin một khẩu súng đó qua đây để làm thí nghiệm. Chỉ từ vỏ đạn, ông có thể nhìn ra là súng của xưởng nào à? Nhà máy sản xuất súng của chúng ta có tổng cộng 6 cái. Nếu như ngày nào cậu cũng xem thì cậu sẽ nhận ra thôi. Vậy lai lịch của khẩu súng đó, tôi đâu có phải thần tiên. Từ lúc mày bước vào là tao đã chuẩn bị tiền cho mày. Dù gì chúng ta cũng là anh em. Bây giờ nếu đã sớm ra thì cầm tiền đi, rời khỏi Bắc Ninh, tìm một nơi không ai biết, sống những ngày tháng tự do. Linh Phương đang ở đâu? Cô ấy không ở đây. Cô ấy về quê lâu rồi. Ông chủ Hồng, trong 3 năm tôi không ở đây, tôi có thể không tính toán chuyện anh và cô ấy sống chung. Có điều bây giờ tôi đã quay về thì cô ấy nên quay về bên tôi. Anh Phát, cô giáo đó lại tới đây gây chuyện. Tiền chứ gì? Anh về trường với tôi, tôi trả tiền cho anh. Vậy không được, không trả tiền thì không ai được đi. Chúng là học sinh, còn là trẻ vị thành niên. Không phải cô giáo Trần đây à? Anh Phát, cô ấy. Cô xem có đứa nào trên mặt khắc chữ vị thành niên hay là không. Hồng Đại Phát, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn làm vậy, tôi sẽ báo cáo. Tôi sợ quá đi. Cô Trần à, chứng minh thư để đăng ký của họ đều trên 18 tuổi. Anh không nhìn thấy à? Đây là chứng minh thư của bố mẹ chúng. Vậy sao? Đáng tiếc thật. Tôi không phải chuyên gia giám định. Hay là cô bảo bố cô giám định cho chúng tôi đi. Anh đừng có lôi bố tôi ra. Rốt cuộc anh có để chúng đi không? Đi, đi chứ. Tôi bảo này cô Trần, phải trả tiền trước thì chúng tôi mới thả người. Tôi nói rồi, tôi không đem tiền, tôi sẽ lấy cho mấy anh. Đi về. Vậy không có được. Chúng tôi bận lắm. Nếu cô không có tiền thì không thể đi. Làm khó một cô gái có vẻ không ổn cho lắm đâu. Mày là ai? Hả? Bao nhiêu tiền? Tao trả 300. Tôi cho một ngày. Ngày mai tôi tới đón người. Đại ca, cứ để cho hắn đi như vậy à? Theo dõi hắn, tìm hiểu những nơi mà hắn dừng chân. Anh à, tôi muốn cảm ơn anh chuyện ban nãy. Không có gì. Bố cô có phải Trần Thuận Thực không? Dạ phải. Anh quen ông ấy à? Không không, tôi không quen. Chỉ là có nghe nói về ông ấy. Ông ấy khá nổi tiếng. Hình như tôi chưa biết tên của anh. Tôi họ Kim. Anh Kim,
Tôi tên Trần Vũ Trạch, đang làm việc ở trung học Dục Tài. Nếu anh có thời gian, có thể đến trường tôi gửi lại tiền cho anh. Đợi tôi có thời gian, sẽ tới tìm cô. Anh Kim à, anh nhớ nha. Vụ án lần này, phía tỉnh đã báo cáo lên bộ. Phía bộ và phía tỉnh đều rất quan tâm, quyết định thành lập tổ chuyên án, do tôi làm tổ trưởng. Đồng chí Đỗ Quốc Cường sẽ làm tổ phó. Yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, nhanh nhất phải điều tra phá án. Các đồng chí, đã 35 tiếng kể từ khi xảy ra vụ án. Thế nhưng trước mắt, chúng ta vẫn chưa rõ bất cứ thông tin gì về đối tượng tình nghi. Sau khi nổ súng, xảy ra sự việc, trong một khoảng thời gian có hạn, có thể tìm về toàn bộ những vỏ đạn bị rơi xuống dưới. Các đồng chí thử nghĩ mà xem, từ điểm này, chúng ta có thể phán đoán kẻ tình nghi chắc chắn là một kẻ hiểu về trinh sát. Vì vậy từ nay về sau, có thể điều tra theo hai hướng. Đầu tiên, ở thành phố Bắc Ninh chúng ta, hãy thu thập toàn bộ thông tin về những kẻ có tiền án về súng trong mấy năm gần đây, tổng hợp lại rồi phân ra điều tra. Thứ hai, giới hạn nguồn gốc của khẩu súng từ dấu vết ở hiện trường, nhanh chóng tìm ra kẻ tình nghi. Báo cáo, ban nãy Sở Cổ Lâu nhận được báo án, nói rằng trong nhà thuê của đồng chí Phương Tân Hưng ở phố cổ có nghi phạm lẩn trốn. Ai báo án là nạc danh. Sao vậy? Lần đầu lắp súng à? Anh Mã, anh nói coi, sao người báo án lại biết đối phương là tội phạm? Lẽ nào chúng quen nhau? Ai mà biết, có lẽ là báo án giả. Báo án giả? Trước đây xảy ra nhiều lần rồi. Vì thế đội trưởng Đỗ bảo chúng ta qua đó trước để tìm hiểu tình hình. Đầu tiên, giả làm người qua đường, quan sát tình hình xung quanh. Cậu đi bên đó, tôi đi bên này, chia ra hành động. Vâng. Bảo Tuyền, có cớm. Vậy phải làm sao? Ra bằng cửa sổ đi, tôi ở ngoài chờ cậu. Dạ được. Đứng yên, không được chạy. Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Đứng lại. Mau đứng lại cho tôi. Đại ca, ai là đại ca của anh? Tôi là cảnh sát. Giơ hai tay lên. Giơ lên. Sao anh lại chạy? Chạy? Tôi đâu có chạy. Anh đủ chắc như vậy, tôi còn tưởng anh là người xấu. Sao lại nhảy ra cửa sổ? Qua đây. Tôi bị quan mà. Qua đây. Qua đây. Từ từ thôi. Văn Tài. Văn Tài. Súng. Súng của tôi đâu? Văn Tài.
Lệ Lệ, bố về rồi đây. Con xem bố mang gì về đây. Lệ Lệ, bố đã mua cho con quẩy dặn thừng mà lúc nhỏ con thích ăn nhất. Lệ Lệ à, mau ra lấy ăn đi, nguội thì không ngon đâu. Bố không xem đồng hồ à? Con đã ngủ rồi. Bố biết con chưa ngủ, mau ra đây ăn đi. Lệ Lệ à, bố không có quên, ngày mai là giỗ lần ba của mẹ con. Vừa hay vào chủ nhật, bố định cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau ra thăm mộ mẹ con, có được không? Anh Sơn à, không trùng hợp như vậy chứ? Có lẽ chỉ là đồn công an kiểm tra hành chính thôi, bình thường cũng có kiểm tra. Động não đi, cảnh sát nào ở đồn lại mặc thường phục, còn có cả súng. Vậy anh lấy súng của cảnh sát làm cái gì? Hắn mượn tay cảnh sát giết tôi thì tôi sẽ cho hắn chết trước. Ai? Sợ rồi à? Không, không có. Có anh Sơn ở đây, em đâu có sợ gì. Hồng Trung, ăn. Anh Phát, mắt phải của em cứ giật suốt. Anh bảo Bạch Kim Sơn có đến không? Vậy là em muốn hắn đến à? Hay là không muốn? Anh Phát, ai lại muốn đi theo một tên tội phạm giết người, sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi? Anh rất thích kiểu thức thời này của em. Yên tâm đi cưng, hắn sẽ không quay lại. À không, hắn không còn cơ hội quay lại. Nhưng mà em vẫn hơi lo. Hắn rất độc ác. Độc ác thì được cái gì? Giờ này chắc là cảnh sát đang thẩm vấn hắn rồi. Cảnh sát bắt rồi sao? Đây là kế hoạch của anh Phát. Chúng ta chẳng cần ra tay, trực tiếp làm cho hắn. Anh Sơn, em xin anh, em xin anh tha cho em đi mà. Anh Sơn, đồ đàn bà dơ bẩn. Anh Sơn, anh đã giết. Anh, đội trưởng Đỗ, xin lỗi, lần đầu làm nhiệm vụ mà đã. Không sao, dưỡng thương cho tốt. Tôi thà chết cũng không muốn làm mất súng. Cậu không làm mất súng là cậu khi đang thực hiện nhiệm vụ bị phục kích. Hai việc hoàn toàn khác nhau, có hiểu chưa? Dạ hiểu. Chuyện lần này tôi sẽ giúp cậu giải quyết, nhưng mà chuyện kỷ luật thì rất khó tránh khỏi. Thế vận hội Bắc Kinh ngày một đến gần, việc luyện tập của các vận động viên các nước cũng đã vào những ngày cuối cùng. Đặc biệt là những đoàn đại biểu và vận động viên đang tràn đầy hy vọng giành được huy chương ở Thế vận hội Phúc Kiến, Giang Tây, Tân Cương, Tứ Xuyên còn tổ chức các hoạt động chào đón Thế vận hội. Bộ phận trật tự của Liêu Ninh đã triển khai các hoạt động tuyên truyền về Thế vận hội Hòa Bình. 100.000 nhân viên trật tự ở thành phố Thẩm Dương cũng đã triển khai diễn tập, tiến hành phổ cập kiến thức để đảm bảo Thế vận hội. Đội trưởng Đỗ à, ở đâu cơ? Được rồi,
tôi sẽ qua đó ngay. Lệ Lệ, bố có chút chuyện gấp nên ra ngoài một lát. Con chờ bố nha, lát nữa bố sẽ quay lại. Đội trưởng Đỗ, đội trưởng Đỗ, chủ nhiệm Trần, đây là vỏ đạn phát hiện ở hiện trường. Đây là súng của cảnh sát chúng ta. Anh Trần à, anh có chắc không? Súng của cục cảnh sát, tôi đều đã xem qua. Tôi còn quen hơn cả nếp nhăn trên mặt của tôi. Đội trưởng Đỗ, sao cậu lại tới? Vết thương trên đầu của cậu, mau về đi. Tôi biết, tôi đã gây quả. Tôi chắc chắn sẽ bắt hung thủ trở về. Được rồi, cậu bớt lời đi. Tùy Văn Tài, cho cậu hay. Chưa nói tới chuyện mất súng, bây giờ khẩu súng của cậu đã gây ra án mạng. Ban nãy tôi mới nói sẽ phạt cậu, đó là nhẹ nhàng, cậu có biết chưa? Chủ nhiệm Trần, lúc đó tôi không ngờ đối phương có tới hai người. Tôi nhất định sẽ bắt hung thủ về. Tôi sẽ lấy công chuộc tội, có được không? Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Cậu, cầm giúp tôi cái này. Bảo cậu cầm. Vào đi. Đưa cho tôi đầu sợi dây. Cậu lùi lại một chút. Lùi lại tiếp. Được rồi. Được rồi. Tiến lên một chút. Rồi. Đưa hai tay lên cao một chút. Thấp xuống một chút. Cao hơn một chút. Cao lên từ từ thôi. Được rồi. Chiều cao của cậu là bao nhiêu? 1m79. 1m79 à? Từ góc bắn của viên đạn có thể suy luận đây là vị trí bắn súng. Theo như suy luận thông thường thì hung thủ sẽ có chiều cao không dưới 1m85. Anh Trần à, chiều cao của hung thủ trong vụ án 516 là bao nhiêu? Vụ 516 là dùng súng bạc học, hơn nữa là đạn nhồi nên rất khó đoán. Nhưng mà súng của cảnh sát thì rất dễ đoán. Hơn nữa tư thế ngồi của nạn nhân khá chắc chắn, bắn trúng não của nạn nhân, đồng thời đột kích. Trên tường vẫn để lại dấu vết. Vì vậy có thể nói, có thể chắc chắn chiều cao của hung thủ. Tiểu Tùy à, kẻ chạy ra khỏi căn hộ thuê đó chiều cao bao nhiêu? Chắc chắn không tới 1m85. Có lẽ khoảng chừng này. Nhưng mà hắn còn có một đồng phạm. Tôi thì không rõ. Đội trưởng Đỗ, ý anh là kẻ cướp xe lần trước chính là hai kẻ tối qua đã tấn công tôi à? Tôi chưa hề nói vậy. Ở hiện trường chúng ta cũng không hề phát hiện dấu vết của súng săn của vụ 516. Dùng súng của cậu bắn liền 5 phát. Bắn liền 5 phát, đúng. Nhưng mà hiện trường chỉ có 4 thi thể. Vậy là một phát không trúng à? Phải. Vậy thì chắc chắn là có vấn đề. Đã điều tra qua hiện trường, không phát hiện được. Vị trí của vỏ đạn là ở đâu? Ở một đoạn đường phía sau. Chính là ở đây. Trong phòng, không phát hiện vết đạn.
Trong ngoài cửa cũng không thấy vết máu. Đã tra rõ thân phận của mấy người chết. Một người tên là Hồng Đại Phát, là chủ của quán internet. Còn có một người là tình nhân của hắn ta. Còn hai người nữa là thuộc hạ. Tìm thấy rồi. Tìm thấy viên đạn số 5 rồi. Học hỏi nhanh đấy. Tôi rồi. Tôi lại thêm một tội nữa rồi. Sao vậy? Hôm nay là ngày giỗ 3 năm của bà nhà tôi. Lệ Lệ đang ở nhà, chắc là không chờ nổi, đã ra mộ rồi. Sao anh không nói sớm? Bây giờ tôi đưa anh ra nghĩa trang. Anh đang lái xe công. Anh muốn tôi bị kỷ luật à? Đây là tình huống đặc biệt. Đưa tôi tới trạm xe buýt. Anh Trần à, tôi không phục anh. Anh nói xem, đám thanh niên bây giờ, nếu như chỉ cần có một nửa ý thức của anh là tốt lắm rồi. Thanh niên sao? Cái cậu tiểu tùy đó, tên đầy đủ là gì? Tùy Văn Tài. Cậu nhóc đó được đấy. Được thì sao chứ? Anh nói xem, cậu ta gây ra một chuyện lớn như vậy, chỉ e là không thể giữ nổi cậu ta. Anh là đội trưởng mà, đừng để dụng mất nhân tài. Anh Trần à, hay là như vậy đi, anh đến tìm cục trưởng vấn xem sao. Lời nói của anh có trọng lượng hơn tôi, không phải à? Anh là muốn tôi vướng vào rắc rối nữa hả? Chúng ta là cầu xin thật mà. Anh nói xem, Tùy Văn Tài sau khi bị tập kích thì ngất đi, rồi đánh mất súng. Đây là sự thật. Alo, tôi là chủ nhiệm Trần. Tôi đến rồi. Được rồi, không cần đâu. Tôi sẽ về văn phòng ngay. Được rồi.
Chú Dương, ăn điểm tâm đi. Được rồi, anh Mã, đây là của anh. Sao sớm vậy? Tôi như vậy đã là gì? Không phải mọi người cả đêm không ngủ à? Đầu cậu bình thường rồi sao? Không sao rồi. Văn Tài à, tài liệu tối qua cậu nộp lại, lát nữa đội trưởng Đỗ sẽ đem qua cho cục trưởng vấn. Thái độ của cục trưởng như thế nào? Cái này thì tôi không biết. Tiểu Tùy à, cho dù tìm lại được súng thì ghi lại lỗi trong hồ sơ còn là nhẹ, còn việc ở lại đội hình sự e là không được. Vậy tôi sẽ đi đâu? Đi đâu à? Cởi bỏ cảnh phục về quê chứ sao? Nè anh Dương à, đừng có dọa như vậy. Chưa biết chừng sẽ điều cậu xuống đồn nào đó để làm cảnh sát chụp ảnh. Đang nói chuyện gì vậy? Không làm gì cả. Còn chờ tôi sai sao? Còn bốn khẩu súng đang chờ đấy. Anh Dương, anh điều tra quan hệ xã hội của Hồng Đại Phát tới đâu rồi? Mấy năm nay Hồng Đại Phát luôn âm thầm cho dây nặng lãi, quan hệ xã hội thì khá phức tạp, kết thuộc chú quán khá nhiều, cần có thời gian điều tra. Nhưng mà đoạn ghi âm báo án nặc danh đó đã được nhiều người chứng thực. Người đó tên là Tôn Đức Mãn, còn gọi là Nhị Tử, là thuộc hạ của Hồng Đại Phát, chính là tên bị bắn vào đầu. Điện thoại cũng cho hắn gọi à? Đúng, đội trưởng à, bây giờ có thể giải thích tại sao ở hiện trường tiệm net hung thủ lại không cướp hết tài sản? Tôi cảm thấy đây là một vụ báo thù. Chuyện quan trọng bây giờ là thuộc hạ của Hồng Đại Phát sao lại quen hai tên hung thủ? Hơn nữa, hung thủ có quan hệ gì với Hồng Đại Phát? Đây mới là điều quan trọng. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Tiểu Mã, có thưa đội trưởng, cậu có tiến triển gì chưa? Tôi đã trích xuất camera ở xung quanh tiệm net và đem về rồi, không phát hiện gì. Không phát hiện gì là sao chứ? Lẽ nào hung thủ có thuộc ẩn thân? Vậy thì không phải, rất nhiều camera giám sát đã bị hỏng, vì vậy không có hình ảnh rõ nét. Mở rộng phạm vi ra. Dạ. Đội trưởng Đỗ, còn tôi, chuyện của cậu phía cục vẫn chưa định đoạt. Có điều cục trưởng nói trước khi cô quyết định thì cậu tới phòng giám định đi. Tới chỗ chủ nhiệm Trần à? Sao vậy, không hài lòng à? Tôi cho cậu biết, đây là chủ nhiệm Trần đã xin cho cậu. Anh Sơn à, sao chúng ta lại ở trong thành phố? Đây gọi là dấu lá trong rừng. Súng tự động, cũng có hiểu biết đấy. Tôi chỉ mới thấy qua trong hình thôi. Đây là súng mẫu mà phía trên đưa qua, chỉ làm ba số hiệu khác nhau của ba thời kỳ. Cậu đem ba khẩu súng này lần lượt làm ba thí nghiệm, mỗi khẩu bắn một phát rồi chụp hình lại. Cự ly của mỗi lần bắn là cố định, góc độ cũng cố định. Đứng yên, không được động vào cái giá đó, không được di chuyển. Hiểu rồi thì bắt đầu thôi. Cậu làm gì vậy? Làm tay tôi ù hết rồi. Chủ nhiệm vừa kêu tôi bắt đầu mà. Đây là vật dụng để giảm tiếng ồn, cậu chưa thấy bao giờ à? Không biết quy trình để thao tác sao? Tôi không biết. Không biết thì phải hỏi chứ. Anh Sơn à, cướp ngân hàng sẽ bị bắt đó. Đó là tội tử hình. Giết người cũng bị tử hình. Chúng ta đã giết người rồi. Bảo Tuyền, chúng ta là anh em ruột. Tôi không nói dòng do. Anh Sơn của cậu toàn làm những việc mua bán mạng người, cậu có muốn làm không? Tôi không ép.
Đã phát hiện ra gì chưa? Sắp được rồi. Khá là rõ ràng. Đây là trung tâm giám định, không phải nơi chụp ảnh cưới. Lại còn khá rõ à. Có biết tôi muốn cậu nhìn cái gì không? Báo cáo chủ nhiệm. Chủ nhiệm muốn kiểm tra dấu vết của viên đạn để xác định khẩu súng săn mà tên hung thủ sử dụng, xem rốt cuộc nó là loại nào. Nhưng mà tôi thật sự không thể nhìn ra. Chủ nhiệm xem, tấm nào cũng giống hệt. Cậu không nhìn ra được à? Không nhìn ra được thì trở về đi. Đi về nhà, chờ kỷ luật đi. Đi đi. Đi 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 đi. Chủ nhiệm à, cậu đi đi. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm, cậu mặc kệ tôi. Mắt của ông không sao chứ? Cậu mặc kệ tôi. Không làm việc nghiêm túc. Không làm việc nghiêm túc thì cút đi. Cút đi, cút đi. Cút. Tôi đâu phải tiểu lưu. Chủ nhiệm bảo tôi cút thì tôi phải cút à? Tôi cứ lì ở đây. Mắt mũi nhìn chán thật. Chủ nhiệm ngồi xuống trước đi. Chủ nhiệm Trần, ông ở một mình à? Con gái tôi chưa tan làm. Cậu có thể về được rồi. Lệ Lệ đó sao? Xin chào. Chắc cô là con gái của chủ nhiệm Trần. Đúng. Ban chiều cha cô đột nhiên không nhìn thấy gì, nên tôi đưa ông ấy về. Chứng ruồi bay đây mà. Bệnh cũ thôi. Chứng ruồi bay. Bố nghỉ ngơi một chút. Lát nữa sẽ nấu cơm cho con. Không cần đâu. Con ăn ở trường rồi. Bố chuẩn bị đi khám đi. Hay là ngủ một giấc, mai lại đi làm. Con không cần lo lắng. Bệnh cũ này của bố, ngủ một lát là khỏi thôi. Bây giờ ở cơ quan rất bận. Vụ án đang thời kỳ khẩn trương. Khẩn trương à? Vậy mắt của bố thì không cần khám nữa sao? Bố có biết mắt bố sắp mù rồi không? Chủ nhiệm à, hay là ông nghe lời cô ấy đi, tới bệnh viện khám xem sao. Cậu im đi. Tới phiên cậu lên tiếng à. Mau cút đi. Chủ nhiệm Trần, tôi phải nhắc nhở ông. Tôi tới chỗ ông làm việc là do cục trưởng sắp xếp. Ông không có quyền đuổi tôi đi. Ngày mai tôi sẽ tới chỗ cục trưởng. Được rồi, đi đi. Nhưng mà ít nhất thì tối nay tôi vẫn là người của phòng giám sát, có đúng không? Tôi vẫn có quyền tăng ca, có đúng không? Tùy nhân tài. Sao càng nhìn cậu lại càng cảm thấy giống một tên vô lại? Chủ nhiệm nhìn ra rồi à? Tôi đúng là vô lại. Tôi cứ ở đây đấy. Chủ nhiệm mà, tôi làm được mà. Cậu làm được cái con khỉ. Chẳng phải đã cho cậu cả ngày à? Cậu chẳng phát hiện ra cái gì. Một buổi tối thôi. Chỉ cần tối nay tôi chắc chắn sẽ phát hiện ra. Ai vậy? Cô? Sao cô lại ở đây? Mang đồ ăn khuya tới cho anh. Bố cô bảo cô mang tới à? Không phải. Là tôi mua cho anh đó. Cô mua sao? Bởi vì anh không giống những học trò trước đây của ông ấy. Sao lại không giống? Anh mặc rất vậy. Tôi đây là bị bố cô ép. Tôi biết tính của bố tôi. Anh là học trò thứ 7 của ông ấy, 6 người trước. Nếu không phải bị ông ấy ép,
cho tức bỏ đi thì là bị mắng chửi. Nhưng mà anh, tôi phát hiện ra hình như anh có cách để đối phó bố tôi. Cô hiểu lầm rồi, tôi không phải học trò của ông ấy. Tôi là đội hình sự, chỉ là tạm thời được điều qua đây. Cô sẽ không vì chuyện tôi không phải học trò của ông ấy mà đòi lại chứ? Tôi đâu có mặt dạy như anh. Anh ăn đi. Ban nãy cô nói sao cô lại sợ tôi bị bố cô làm cho bỏ đi vì tức giận? Bởi vì ông ấy từng nói nếu như không có ai tiếp quản vị trí của ông ấy thì ông ấy sẽ không nghỉ hưu. Tôi có thể nhìn ra, tôi cảm thấy giữa cô và bố cô có chút gì đó. Có thể vì lý do này. Cũng không chỉ vì lý do này. Anh cũng nghe thấy rồi. Từ nhỏ tới lớn, ông ấy chỉ biết làm cho tôi những món mà tôi thích. Mua cho tôi những món mà tôi thích. Ông ấy cảm thấy như vậy là đã quan tâm và yêu thương rồi. Nhưng mà tôi đã không còn nhỏ. Quan điểm này của cô không đúng. Sao lại không đúng? Một người, cho dù bao nhiêu tuổi, thì trong mắt cha mẹ họ, vĩnh viễn vẫn là trẻ con. Đương nhiên, con người khi trưởng thành đều sẽ có những cách sống khác nhau. Vậy cô nói xem, cha mẹ của chúng ta, trừ việc làm cho chúng ta những gì ngon, thì cô còn muốn họ làm cho cô cái gì? Ví dụ như tôi, một mình sống ở Bắc Ninh, cũng có lúc chỉ muốn ăn món thịt kho dưa của mẹ tôi làm. Nhưng mà chỉ có thể muốn mà thôi. Nhưng tôi luôn cần sự quan tâm chăm sóc về mặt tinh thần. Đây là một khái niệm khá trừu tượng. Nếu không phải trong một điều kiện, hoàn cảnh đặc biệt, thì cô rất khó để cảm nhận được. Có học giả từng nói, trong cuộc sống bình thường của con người, thì những giá trị phi thường khá là ít. Những gì mà anh nói, tôi rất khó tiếp thu. Nhưng mà bố tôi hay nói, nhìn viên đạn phải nhìn trên nhiều góc độ. Nhưng mà với bản thân của ông ấy, với tôi, thì ông ấy chỉ nhìn trên một góc độ mà thôi. Quan sát viên đạn, góc độ à? Sao vậy? Tôi nhìn thấy ánh sáng. Chủ nhiệm, sao rồi? Chủ nhiệm đoán xem. Đừng có dở cái giọng đó ra. Chắc chắn là ngủ cả đêm chứ gì. Chủ nhiệm Trần, nếu như tôi điều tra ra được thì có phải ông sẽ đồng ý với tôi một chuyện hay không? Tại sao? Cậu muốn tôi giúp cậu không bị kỷ luật vì làm mất súng à? Tôi không có làm được đâu. Không phải chuyện đó. Chuyện này chắc chắn là chủ nhiệm làm được. Vậy phải xem chuyện cậu đưa ra có đáng để trao đổi không. Ba khẩu súng săn này có tổng cộng 36 dấu vết của vỏ đạn. Tôi đã phân tích xong. Chủ nhiệm có thể thấy khẩu súng săn kiểu 87 bên trái rãnh nòng súng có nhô lên một chút. Nhưng mà điểm này sẽ không tạo ra dấu vết ở phía cuối của vỏ đạn. Nhưng mà ở rãnh trước, chủ nhiệm xem, chính là ở đây. Nó sẽ tạo thành một vết lõm khoảng 0.01mm. Tôi đã đối chiếu với tư liệu về loại súng săn này trong máy của ông. Có thể nói, đây là đặc điểm khi mô phỏng lại nòng súng của kiểu súng này. Đây là vỏ đạn của vụ án 516, cũng có vết lõm. Vì vậy khẩu súng mà hung thủ dùng chắc chắn là loại súng bạc học sản xuất năm 87. Rất tốt. Có thể thay đổi góc độ của vỏ đạn để so sánh. Cậu khá hơn Lưu Cường. Còn gì nữa không? Ông xem. Chủ nhiệm mà ngồi đi.
Ngồi đi, cậu cứ ngồi đi. Chủ nhiệm ngồi đi. Không phải ông từng nói sao? Mọi chuyện phải nhìn trên nhiều góc độ. Viên đạn này cũng phải nhìn trên nhiều góc độ. Câu này ai nói với cậu? Chủ nhiệm dù có quan tâm. Ban nãy nhìn trên góc độ của rãnh nồng, bây giờ là ở phần dưới. Chủ nhiệm xem, đây là vỏ đạn duy nhất của vụ án 516. Ông xem, phần dưới của nó có gì bất thường không? Cậu nói đi. Rãnh bên trái của nó, ở vị trí này, có thêm một chấm có kích thước 0,03mm. Ý cậu là, đó là đặc điểm của khẩu súng này. Không cần tìm đâu. Tôi đã xem qua toàn bộ hồ sơ, không có phát hiện. Có điều nửa đêm qua, tôi đã vào mạng nội bộ của công an để kiểm tra phần dưới vỏ đạn của các vụ án về súng săn trong 3 năm, thì có những ghi chép về các dấu vết tương tự. Kết quả đã thấy tư liệu ở đồn công an cách Nhĩ Mộc. Ý cậu là khẩu súng này được chuyển từ phía Thanh Hải qua đây à? Nếu là như vậy thì phạm vi điều tra có thể thu hẹp rồi. Rất tốt, cậu mau tới cục xin phép lấy tất cả tài liệu về khẩu súng này rồi mang qua đây. Dạ. Chủ nhiệm à, ban nãy chủ nhiệm đã đồng ý với tôi, có đúng không? Rốt cuộc cậu muốn tôi làm gì? Bây giờ tôi tới cục trước, chiều nay ông sẽ biết. Ai dạy cậu trò này chứ? Anh Sơn à, em thấy chúng ta nên thận trọng thì hơn. Hai hôm nay có rất nhiều cảnh sát. Nhiều tiền vậy à? Anh Sơn à, chúng ta đừng cướp ngân hàng nữa, mang tiền đi thôi. Số tiền này chỉ đủ sống vài ngày. Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Mấy hôm trước tôi vừa khám xong mà. Chủ nhiệm à, chúng ta về thôi. Tôi không quan tâm, đã nói rồi, nhất ngôn kỹ xuất, tứ mã nan truy. Tôi biết rồi, nhưng mà hôm nay không được, đi thôi. Bố, Lệ Lệ. Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu làm việc ở ngân hàng à? Thầy à? Đừng gọi tôi là thầy. Bố à, Lưu Diên vì bố mà đã đặc biệt hẹn một chuyên gia đầu ngành. Cũng là để bố sớm được phẫu thuật, để chữa khỏi mắt mà thôi. Lệ Lệ à, cứ nói tới phẫu thuật thì đôi mắt này của bố sẽ không nhìn thấy gì trong khoảng thời gian dài. Bây giờ vụ án đang rất cấp bách, bố đang bận bù đầu bù cổ. Không phải, chủ nhiệm mà, ông không biết là mời chuyên gia khó cỡ nào đâu. Ông cũng đã tới rồi, vào kiểm tra đi. Cậu đâu có phải là không biết, đội trưởng Đỗ ngày nào cũng bị vụ án đó đè nặng. Tôi làm sao có thể mặc kệ. Làm phẫu thuật đúng là dớ dẫn. Chờ qua đợt này rồi nói. Nếu đã làm ở ngân hàng thì làm cho tốt, đừng làm cảnh sát mất mặt. Chủ nhiệm à, anh Đỗ.
Anh Trần, sao anh lại tới đây? Tôi chuẩn bị đem tài liệu từ Thanh Hải chuyển qua tới chỗ của anh. Bây giờ áp lực quá lớn, tôi cũng không vòng vo. Hơn nữa bây giờ tôi có lái xe, cũng tiện mà. Hơn nữa đưa tài liệu cho tôi. Tiểu Tùy, đừng có chọc giận chủ nhiệm. Đâu có, tôi rất nghe lời. Tốt, được rồi, vậy tôi đi trước. Chào đội trưởng Đỗ. Alo. Sao? Nhớ bảo vệ hiện trường. Tôi sẽ tới ngay. Được. Anh Trần ơi, anh Trần à, phiền anh cùng tôi đi một chuyến. Lại có vụ án à? Anh Dương, cục trưởng vấn, đội trưởng Đỗ, tình hình sao rồi? Vị này là đồng chí dưới đồn ở đường lao động, là họ phát hiện nơi xảy ra án mạng đầu tiên. Lúc xảy ra vụ án, người áp tải và nhân viên ngân hàng đang khiêng hòm tiền ra ngoài. Có hai tên đeo khẩu trang và kính đen xông vào trực tiếp nổ súng. Hai người bảo vệ không kịp hành động thì đã bị đánh gục. Chúng dùng súng gì? Tôi vừa kiểm tra camera giám sát là súng chống bạo lực 97 và súng săn phạt học. Xem xét từ góc độ chiều cao thì rất có thể là hai kẻ đang bị truy nã ở khu nhà thuê. Anh Trần, anh Trần, anh Trần. Anh Trần, sao vậy? Đội trưởng Đỗ, cục trưởng vấn, nạn nhân tên là Lưu Diêm. Mấy ngày trước còn là cảnh sát ở cục giám định súng, nghe quản lý của ngân hàng nói lúc đó Lưu Diêm ôm chặt hòm tiền không buông. Hung thủ nói muốn sống thì mau buông xuống. Lưu Diêm nói tôi là cảnh sát. Hung thủ liền nổ súng. Tất cả các con đường ra vào thành phố phải bố trí chốt chặn. Nhất định phải bắt hai tên tội phạm cho bằng được. Cục trưởng vấn, e là chốt chặn toàn thành phố vẫn chưa đủ. Như vậy, tôi lập tức báo cáo cấp trên, xin viện trợ từ đội cảnh sát chống bạo động và thêm lực lượng. Xuống đi. Anh Sơn à, chúng ta không lái xe thì làm sao rời khỏi Bắc Ninh được? Cảnh sát bây giờ phong tỏa toàn thành rồi. Cậu có thể lái xe đi đâu? Chúng ta có thể đi đường nhỏ. Ai bảo chúng ta muốn rời khỏi đây? Không phải anh nói làm xong vụ này thì... Tôi còn một chuyện vẫn chưa hoàn thành. Là chuyện gì? Nếu không phải do lão già họ Trần đó thì hồi đó chỉ cần 2 tiếng nữa là tôi được thả đi. Ông ta là cảnh sát, anh cho dù lại cản đường tôi đều phải chết. Vậy ít nhất chúng ta cũng phải trốn 2 hôm đã. Các đồng chí, vụ án cướp xe, cướp súng 516, vụ tập kích bằng súng trong khu nhà trọ và vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều nay, thông qua thông tin về khẩu súng mà tội phạm sử dụng và camera giám sát thêm phân tích tổng hợp, chúng ta có thể nhận định rằng 3 vụ án này là do cùng một đám tội phạm gây ra. Sau khi hung thủ giết người thì cướp súng. Theo những gì miêu tả của người dân chăn nuôi gia súc thì hung thủ cao trên 1m80, còn cướp một con ngựa. Chủ nhiệm à, ông có đang nghe không? Tôi vẫn đang nghe. Sau khi cướp một con ngựa, 5 ngày sau, hợp tác xã Tín Dụng Nam Mộc Đức xảy ra một vụ cướp. Tín dụng viên của hợp tác xã bị bắn tử vong. Số tiền mặt bị cướp ở hiện trường. Ban nãy cậu nói sao? Trấn nào cơ? Trấn Nam Mộc Đức. Trấn Nam Mộc Đức. Sao tôi thấy cái tên này nghe quen quen? À phải, tôi đã nhìn thấy trong một tập tài liệu. Tài liệu ở đâu? Để tôi nhớ xem.
mấy năm trước. Hình như thấy tên Trấn này trong một vụ án. Vụ án? Vậy chắc là ở tòa án. Đúng. Đây hình như là chuyện của mấy năm trước. Nhiều lúc đảng trí quá, không thể nhớ nổi. Tôi cứ có một cảm giác, nếu như nói rằng hai tên hung thủ là vì tiền mà đi cướp ngân hàng, cướp xe, vậy chủ nhiệm nói xem, hiện trường vụ giết hại Hồng Đại Phát, chúng lại không lấy hơn 10.000 tệ. Chuyện này có hợp lý hay không chứ? Ý cậu là hung thủ không phải vì tiền, chắc chắn là có nguyên nhân khác. Có thể đang báo thù một ai đó, giết người để trả thù, hoặc là giết người vì tình. Cánh tay con người có 3 phần, nhưng kết quả giám định súng đạn của tôi, phát súng thứ nhất khoảng cách nổ súng là 3 mét. Đây là tư liệu điều tra về phán quyết của vụ án này của tòa án và viện kiểm sát. Trong này, cậu xem đi. Sao lại không gọn gàng như vậy? Đây là những tài liệu in ra để phân tích, còn bản gốc đã được lưu lại. Nhà giam Diêm Hộ. Nhà giam Diêm Hộ. 3 năm trước, có một tên tội phạm tên là Bạch Kim Sơn. Đúng, hắn tên là Bạch Kim Sơn. Tòa án hình như tuyên án chung thân, rồi đưa hắn tới nhà giam Diêm Hộ. Sao hắn lại bị phán chung thân? Cố ý giết người, khiến đối phương thành người thực vật. Hiện trường lúc đó chỉ có mình hắn. Lúc thẩm vấn hắn, tên đó sống chết không chịu nhận là hắn đã nổ súng giết người. Tôi đúng lúc đi ngang qua, nhìn thấy anh ta đang cầm súng muốn tự sát, bắn mấy phát. Anh ta chỉ súng vào ngực, bắn liền 2 phát. Cánh tay con người có 3 phần. Tôi phán đoán dựa theo cự ly nổ súng của hiện trường thì hắn chính là người nổ súng. Chiều cao của Bạch Kim Sơn là 1m80. Chiều cao của Bạch Kim Sơn vào khoảng 1m85. Chủ nhiệm à, tôi cũng vừa điều tra. Trấn Nam Mộc Đức và nhà giam Diêm Hồ đều ở thành phố cách Nhĩ Mộc ở Thanh Hải, khoảng cách hai nơi này khoảng 430 cây. Ý tưởng của cậu cũng ghê gớm quá. Công việc của chúng ta liên quan tới mạng người, không thể chỉ phán đoán dựa theo suy luận. Như vậy không đủ, nhất định phải có chứng cứ. Thời gian người dân chăn thả gia súc bị giết và thời gian vụ cướp là tháng 10 năm ngoái. Chủ nhiệm à, hay là ông nghỉ ngơi một lát đi. Tôi nghỉ ngơi ở đây một chút cũng được. Nếu như hắn vượt ngục thì nhất định phải có lệnh truy nã, hoặc là thông báo điều tra nội bộ. Chủ nhiệm à, những gì ông nói tôi hiểu. Hay là tôi đưa ông về nghỉ ngơi, sau đó quay về cục kiểm tra.
ngày mai Tiểu Lưu bị đem đi hỏa táng. Tôi muốn tới thăm cậu ấy một lần. Phải, muốn xem tài liệu điều tra nội bộ trong một năm nay, càng chi tiết càng tốt. Anh Mã à, nhà anh đó. Được rồi, lát nữa tôi tới. Được rồi. Xin lỗi, anh Kim. Sao lại là anh? Cô giáo Trần, đúng là trùng hợp. À phải, tôi trả anh số tiền hôm trước, 300 tệ có đúng không? Không cần đâu, không cần đâu. Anh nghe đây, anh phải cầm lấy. Nếu anh không cầm, tôi cảm thấy rất ấy nấy. Cô giáo Trần à, không cần thật mà. Anh cứ cầm đi, cảm ơn anh. Cô khách sáo quá. Cô giáo Trần. Sao anh lại ở đây? Tôi đi qua đây có chút chuyện. Anh đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ mới quen nhau thôi. Không đâu, không đâu. À phải, nhờ cô đưa cái này cho bố cô nha. Tôi thấy kính của ông ấy sắp hỏng rồi, nên mua cái này tặng cho ông ấy. Hay là anh tự đưa đi. Hôm nay tôi ra ngoài có chút chuyện, cha cô tới nhà tang lễ rồi. Chắc là hôm nay tôi không thể gặp. Ông ấy tới nhà tang lễ làm gì? Lưu Diêm, ngày mai sẽ được quả táng. Ông ấy tới thăm anh ta lần cuối. Tôi biết rồi, cảm ơn nha. Vậy tôi đi trước. Người đâu rồi? Anh Mã. Văn Tài, anh Mã. Đây là lệnh truy nã của Bộ Công an. Trong năm ngoái, ngoài ra còn có tất cả thông báo điều tra của các tỉnh, thành và huyện. Tôi đã tìm cho anh hết. Cảm ơn anh Mã. À phải, còn có hồ sơ của Bạch Kim Sơn. Bạch Kim Sơn, hắn đã vượt ngục. Vượt ngục à? Anh Mã, chủ nhiệm Trần đang gặp nguy hiểm, mau đi báo với đội trưởng Đỗ tới nhà tang lễ. Sao? Văn Tài. Anh Mã, bây giờ tôi không thể giải thích rõ, anh nhất định phải tin tôi. Văn Tài, Văn Tài. Alo. Alo. Vừa sạc mà. Sao lại hết pin rồi? Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời đang bận. Tiểu Mã có chuyện gì? Nói đi. Tùy Văn Tài à? Có chắc không? Báo cáo. Chủ nhiệm Trần. Chủ nhiệm Trần. Là Bạch Kim Sơn. Hắn tìm ông trả thù.
Mau trốn đi, mau trốn. Có chừng. Tiểu Tùy, Tiểu Tùy. Hỗn kiếp. Tiểu Tùy, Tiểu Tùy. Trần Thuận Thực, ra đây cho tao. Tiểu Tùy, Tiểu Tùy, Tiểu Tùy. Tôi chỉ bị thương ở vai thôi, không sao. Không sao đâu, chúng ta kiểm tra một chút. Đã tìm được súng của tôi chưa? Bạch Kim Sơn chạy rồi à? Đội trưởng Đỗ đang bố trí truy bắt hắn. Chết rồi. Chủ nhiệm Trần, ông đừng sốt ruột. Phía đội trưởng Đỗ chắc chắn sẽ có tin tốt. Con gái của ông chắc chắn sẽ không sao. Nó không được có bệnh gì. Đứng yên. Cô yên tâm đi. Đây là ân oán giữa tôi và bố cô. Tính xong món nợ này, cô sẽ không sao. Đi. Bạch Kim Sơn, anh nghe cho rõ đây. Tôi là đội trưởng đội cảnh sát hình sự Đỗ Quốc Cường. Anh đã bị bao vây. Con tin ở trong tay anh.
Anh nhất định phải đảm bảo tính mạng của cô ấy. Anh có yêu cầu gì có thể đề xuất. Tôi nhắc lại, chỉ cần anh thả con tin thì có yêu cầu gì chúng ta cũng có thể thương lượng. Bạch Kim Sơn, đừng có gọi nữa. Gọi nữa tôi sẽ bắn cô ấy. Bảo Trần Thuận Thật vào đây, tôi sẽ thả con gái của ông ấy. Bạch Kim, đưa tôi. Anh Trần à, đưa tôi. Anh Trần, nắp đi, anh nắp đi. Bạch Kim Sơn, tôi là Trần Thuận Thực. Anh đừng làm hại con gái của tôi. Bây giờ tôi sẽ vào trong. Đưa tôi, cứ làm theo lời của hắn. Tôi vào trong, để Lệ Lệ ra ngoài. Anh Trần, anh đùa sao? Đây là cái bẫy của Bạch Kim Sơn, tôi biết. Nhưng Lệ Lệ còn ở trong đó thì sẽ còn nguy hiểm. Anh Trần, chủ nhiệm, Bạch Kim Sơn muốn mạng của ông, không phải là cô giáo Trần. Cô ấy tạm thời sẽ không sao. Dù vậy, tôi vẫn phải để con gái tôi ra. Chủ nhiệm Trần, ông cảm thấy hắn sẽ đổi à? Hắn đã bắn bao nhiêu phát súng? Thêm một nửa cũng không nhiều. Nếu ông vào trong đó, cô ấy mới thực sự gặp nguy hiểm. Nghe lời đội trưởng đổ đi. Anh Trần à, xem có cách nào tốt hơn không. Bình tĩnh một chút. Báo cáo, tôi là số 1, không thể xác định mục tiêu. Số 2 báo cáo, phía trước mục tiêu của chướng ngại vật. Tiểu Tùy, báo cáo hiện trường tối qua đã có chưa? Lúc này rồi, chủ nhiệm còn hỏi cái đó làm gì? Tôi hỏi có chưa? Trần Thuận Thực, ông nghe cho rõ đây. Tôi cho ông thêm 20 phút. Nếu ông không vào, tôi sẽ bắn chết con gái của ông. Anh nói tiếp đi. Hiện trường ngoại trừ hai khẩu súng chống bạo động bị cướp ra, còn phát hiện một khẩu súng săn. Súng săn à? Được, được lắm. Chủ nhiệm à, vậy là sao? Bạch Kim Sơn, tôi đến đây. Anh Trần à, anh định làm gì? Chủ nhiệm, ông không được vào trong. Cậu im đi, tôi đi lấy súng về cho cậu. Đội trưởng Đỗ, cậu cho tôi mượn một chiếc áo chống đạn. Nhớ kỹ, chỉ cần có tiếng súng nổ thì mấy anh lập tức xông vào. Áo chống đạn cũng chưa chắc an toàn. Anh có thể ở yên không? Anh yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không chết. Anh dựa vào cái gì? Không còn thời gian nữa. Anh đã tin tôi mấy chục năm, tin thêm một lần nữa đi không được à? Bạch Kim Sơn, tôi là Trần Thuận Thực. Bây giờ tôi sẽ vào trong. Trần Thuận Thực, ông phải vào một mình. Nếu muốn giở trò gì, con gái của ông sẽ chết trước mặt của ông. Đóng cửa lại. Súng đâu? Tôi không có súng. Ông là chuyên gia về súng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là giám định mà thôi. Tôi chỉ cố định khẩu súng trên một cái giá rồi bắn. Lần nào cũng bắn vào ô 10 điểm. Đứng yên. Đừng. Cậu thả con gái tôi ra. Tôi làm con tin cho cậu. Chúng ta còn một món nợ vẫn chưa thanh toán. Đương nhiên tôi biết cậu không thoát được đâu. Chỉ còn 2 giờ nữa thôi là tôi tự do rồi. Tôi có thể cao chạy xa bay cùng người phụ nữ của tôi. Chính ông đã hủy hoại tất cả. Cậu có nhìn thấy trên người tôi mặc gì không? Tôi là cảnh sát. Cậu phạm tội thì đừng hòng chạy khỏi bàn tay của tôi. Lúc đầu đúng là tôi muốn chạy khỏi các người, nhưng mà bây giờ tôi đã đổi ý. Vượt ngục cũng vượt rồi, giết người cũng giết rồi, bạn gái cũng chết. Cởi áo chống đạn của ông ra.
Cậu thả con gái tôi ra, tôi sẽ cởi. Trần Thuận Thực, lão già giáo quạt, ông tưởng ông mặc áo chống đạn, tôi không dám bắn à? Cậu thử xem. Bạch Kim Sơn, đứng yên, đứng yên. Chủ nhiệm, anh Trần. Chủ nhiệm, anh Trần. Chủ nhiệm, anh Trần. Anh Trần, chủ nhiệm tỉnh lại đi. Anh Trần, chủ nhiệm. Chủ nhiệm, bố. Anh Trần, chủ nhiệm tỉnh lại đi. Bố, tỉnh lại đi bố. Bố. Lệ Lệ, bố không sao? Thật không ngờ tên khốn kiếp này lại bắn một phát, lại bị thương rồi. Anh Trần, không sao đâu, anh sẽ không chết đâu. Nửa tháng sau, trong tay Bạch Kim Sơn lúc đó có 4 khẩu súng, 2 khẩu chống bạo động kiểu 97, 1 khẩu súng cảnh sát, còn 1 khẩu là súng săn. Súng chống bạo động 97, mỗi khẩu hắn chỉ có 5 viên. Có thể tính ra được, nhưng mà trong súng săn có bao nhiêu viên thì không thể nào biết. Không có 2 khẩu súng chống bạo động và cả súng săn thì trong tay hắn chỉ còn có khẩu súng cảnh sát. Bố, làm sao mà bố biết trong súng của hắn chỉ còn 1 viên? Con hỏi cậu ta đi. Hôm đó súng của tôi được 6 viên đạn. Bạch Kim Sơn đã bắn 5 viên ở quán internet. 6 trừ 5 còn 1, không phải à? Nhưng mà mọi người làm vậy cũng quá mạo hiểm. Lỡ hắn còn chuẩn bị đạn trước thì sao? Cũng có khả năng này. Nhưng mà không phải con đang trong tay hắn à? Cho dù hắn còn nhiều hơn 1 viên thì nếu bắn cũng phải bắn bố. Bố à? Chủ nhiệm, cậu gọi tôi là gì? Xin lỗi thầy. Vậy mới phải chứ.